Thưa quý vị và các bạn, Điều 4 Nghị định số 163 năm 2017 của Chính phủ quy định điều kiện kinh doanh dịch vụ logistics như sau. Thương nhân kinh doanh các dịch vụ cụ thể như dịch vụ xếp dỡ container, dịch vụ chuyển phát, dịch vụ đại lý vận tải hàng hóa phải đáp ứng các điều kiện đầu tư kinh doanh theo quy định của pháp luật đối với dịch vụ đó. Thương nhân tiến hành một phần hoặc toàn bộ hoạt động kinh doanh logistics bằng phương tiện điện tử có kết nối mạng Internet, mạng viễn thông di động hoặc các mạng mở khác, ngoài việc phải đáp ứng theo quy định của pháp luật đối với các dịch vụ cụ thể trên, còn phải tuân thủ các quy định về thương mại điện tử. Trường hợp nhà đầu tư nước ngoài thuộc đối tượng áp dụng của các điều ước quốc tế có quy định khác nhau về điều kiện kinh doanh dịch vụ logistics, nhà đầu tư được lựa chọn áp dụng điều kiện đầu tư quy định tại một trong các điều ước đó.